Dạ, em xin chào buổi sáng tất cả quý bà con của Thành Thịnh Nông Cơ ạ. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang quý bà con. Số điện thoại di động qua số là 0858335778 ạ. Dạ thì tiếp tục hôm nay thì em lại mua lên cho quý bà con mình một cái con máy cưa siêu phẩm quý bà con. Đến từ thương hiệu là Maruyama Bit Em với cái model là CSR310S ha. Một con máy đời cao cực kỳ mới luôn ha. Thì con máy này sản xuất gần đây thôi quý bà con. Thì con máy này giống như là con máy chưa qua sử dụng luôn các con, một con máy đáng ở mức gọi là mình sưu tầm các con, hàng nghĩa địa Nhật Bản, tình trạng thì đã qua sử dụng nhưng mà sử dụng rất là ít. Con máy này thì rất là dây là đẹp. Thì trước mắt với con mình là con Maruyama Bit Em CSR310S, thì con máy đời cao, nó có đầy đủ chức năng máy đời cao ha, con máy quá là đẹp luôn. Thì bà con mình có ai đam mê hàng Nhật Bản ha, là sưu tầm á, thì nên chọn những con như thế này ha, rất là đẹp. Thì em cũng xin giới thiệu sơ lược về con máy này cho bà con cùng biết ha. Thì đây có những cái tem thông số của con để em đọc cho bà con xem ha. Thì con máy này nó có cái công suất nó là khoảng là 30 trên 30 cc là 30.1 cc với con, và cân nặng nó 0,5 xích thì là 3,3 kg ha. Và con này nó sử dụng cái xích 91, xích 91 là xích này với con, xích 91 hoặc là xích mini á, và nó sử dụng chung được cái xích đại ha. Và sử dụng cây lam là 4 tấc nhưng mà chiều dài sử dụng của nó là khoảng 3 tấc rưỡi thôi. Đây, chữ tinh lam vẫn còn nguyên vẹn nha, không mất một cái gì cả. Và cái hệ thống tăng sơn nằm trên cây lam rất là tiện lợi nha. Cổng xích này 26 mắt nha con. Đây, xích còn tương đối là dày nè, con thấy nè. Từng mắt nó dày, nó đều nhau hết ha. Thì cái tem dán số series vẫn còn nha con. Nói chung con máy này cực kỳ mới, mới kinh khủng khiếp ha, nhưng mà con máy chưa sử dụng vậy. Thì cái con máy này dòng trợ lực nha quý con, trợ lực luôn, da giật trắng sáng nè, có e tự động luôn ha, nè e tự động mà con kéo bóp ga trả ha, có bơm xăng phụ luôn nha, đây bơm xăng phụ đây, đó, có đầy đủ tính năng của con máy đời cao. Và đặc biệt nó có cái tay phanh luôn con, tay phanh là trong miền Nam gọi là tay thắng á, đây có tay thắng luôn, chuông bọng rồi các kiểu đó, rất là đẹp. Đây mà con thấy miếng cái cao su đỡ sên nó còn đẹp luôn ha. Đây, rất là đẹp luôn. Thì cái tay thắng thì em cũng nói lại cho bà con mình biết cái tay thắng ha. Đây cái tay thắng khi mà mình sử dụng thì mình gạt nó vô trong bà con ha, để cho xích nó quay nè. Còn khi mà mình đẩy hết về trước thì nó sẽ khóa xích lại, xích nó sẽ đứng yên, nó sẽ không quay ha. Không quay thì để thuận tiện cho bà con mình dũa, nó sẽ không chạy tới chạy lui á, cho mình dũa nó đều đẹp hơn ha. Và khi mà mình leo trèo á, mình khóa thắng lại á, để khi nó lên cao mình giật á, mình lỡ cái bóp ga thì xích nó không chạy, nó sẽ không nguy hiểm cho mình ha. Và đặc biệt bà con mình lưu ý là nhớ mở kháng khi sử dụng nha, chứ khi bà con mình quên, bà con mình cái nẹt ra ngoài nó sẽ bị cháy cái tôm này ha. Đó, đó là cái lưu ý nhỏ cho mình thôi. Rồi con thấy là từng chi tiết nó rất là sáng ha, cái bô nè, cái bô rất là sáng luôn, khói đóng cũng leo ngoe thôi chứ không chưa có khói luôn bà con nè, chưa có dính khói luôn ha. Đây mặt gầm dưới nè, từng con ốc sáng trưng ha bà con thấy nha. Đây Maruyama, con máy rất là đẹp. Thì mấy cái dòng đời cao này thì bà con biết là nó rất là nhạy nổ nha, cực kỳ nhạy nổ luôn. Và nó bóc nữa, bà con nhìn cái ốc gắn lam nữa ha, đâu có khác gì hàng khùng đâu. Cho một con máy Nhật như thế này. Đây, Iris Bit Em. Nói chung là con máy mới lắm bà con. Em cũng mở những cái bộ phận bên ngoài, những cái ốp luôn nè, để kiểm tra được cái chi tiết bên trong á, xem nó mới như thế nào á, có bị lỗi cái gì không á. Thì con máy rất là hoàn hảo nha. Thì bà con mình có nhu cầu sử dụng ở gia đình á, cắt những cái cây thấp thấp hay là mình tỉa cành tỉa nhánh trên cao đó, hay là cho những cái bác mà lớn tuổi mà mình cắt ở nhà, hay là mình tỉa kiển tỉa cành nữa, thì nên chọn con này vì nó khá là nhẹ với con, mà nó nhạy nổ, nó trợ lực, gặp cái máy đời mới nữa. Thì bà con biết rồi, nó sản xuất gần đây thôi thì sử dụng nó rất là ok ha. Những cái máy đời cao mà sử dụng cực kỳ ngon, tại vì nó có đầy đủ tính năng đời cao á, những cái mực cải tiến so với những cái mẫu mã cũ mấy chục năm về trước ha, thì nên nó rất là ngon. Sử dụng cái lam có origami luôn ha, 91 nè đó, hai bên mặt lam đều rất là đẹp nha. Dạ thì hiện tại em đang bán cái con này, có số series không, để nó số series trước đây à. Thì bà con mình nhận hàng nhớ xem số series nha, L080436 ha. Thì con máy nó giống như video, trùng số series, bà con có nhận và thanh toán ha. Dạ thì hiện tại con Maruyama
CSR310S này em đang bán với giá là 2 triệu tư ha. Thì em sẽ bao ship toàn quốc cho quý bà con luôn ạ. Thì phụ kiện kèm theo con này gồm một cái dũa với con, một cái tiếp mở buri và một chai nhớt Mitsuyama 100ml ha, xuất xứ Singapore ha. Nhà một chai nhớt Mitsuyama 100ml ha, để bà con mình có thể test máy khi nhận hàng hoặc là sử dụng ha. Dạ thì em cũng hướng dẫn sơ cho bà con mình cách khởi động con máy luôn ha. Dạ cái việc đầu tiên bà con mình khởi động là bật công tắc lên được không? Đây có công tắc gạt nè. Bật lên số 1 giùm em ha, còn số 0 là tắt nha. Xong bà con mình bóp vú xăng. Đó, bóp giúp cho em 5 7 cái để cho xăng lên đầy vú nè ha. Bà con thấy ha, xong rồi con mình kéo cái e tự động. Đây kéo cái e giúp cho em chỗ này, kéo thẳng ra ha. Đó bà con mình giật giúp em chừng 1 tới 2 cái nó sẽ ho nó sặc lên ha. Đó, nó chưa ho mà em ho rồi. Xong bà con mình bóp ra vô nè. Nó tải e tự động lên ha. Bà con mình giật giúp em cái 2 cái nữa thì nó sẽ nổ ha. Cái dòng này rất là nhạy nổ các con, trợ lực nó rất là nhẹ. Đó, đó là những cái thao tác khởi động cơ bản của những cả máy cưa mà đời cao ha. Rồi, cái đây có hai cái nắp các con. Cái nắp màu vàng là cái nắp chứa hỗn hợp nhiên liệu là xăng pha nhớt ha. Còn cái nắp màu đen là nắp chứa nhớt nhớt thải để mình bôi trơn lam xích á. Để cho các bạn sử dụng cho nó trơn tru mà xích nó bền, lam nó bền nữa ha. Đó. Rồi, thì bà con mình nên chọn những cái nhớt mà chất lượng một xíu thì đảm bảo máy bà con cũng sẽ cực kỳ bền ha. Dạ rồi, một con máy quá là đẹp nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn ha. Thì hình thức mua bán bên Thành Thịnh thì em cũng xin nói lại nha, trước sau giống như vậy với con. Thì bà con mình thấy ưng ý vừa bụng thì cứ cho em cái thông tin đi ha. Đây, bạn lý cho em nha. Cho em cái thông tin đó là cái tên người nhận, cái số điện thoại và cái địa chỉ ha. Thì em sẽ gửi hàng đến tận tay quý bà con mình. Thì bà con mình chỉ việc là xem hàng mà có thể đây là test hàng ha, kiểm tra nổ ha. Rồi ngon lành ok, nói chung là đủ phụ kiện, không dập không bể, trùng số series, nói chung là có sao thì nhận y chang vậy thì cứ nhận thôi ha. Thì ngoài ra sẽ không phát sinh thêm chi phí nào cả, thì chỉ với 2 triệu tư thôi thì bà con sẽ sở hữu một con máy của Nhật ha, giống như một con máy hàng thùng ha. Bóng của màu nhựa đâu con ha, chưa hề sơn bóng gì cả nha. Cái này bóng là bóng của máy zin nha các con ha, em cam kết là zin từ trong ra ngoài ha, 100%, chưa có mà bùa phép hay là sơn bóng hay là tốt hay là dặm gì cả với con máy này nha. Rồi, em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, em xin chào nhé. Chúc mọi người ngày mới tốt lành ạ.